Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Roy Kingdom Việt Nam nha. Vâng, và tiếp tục gác lại những cái trận chiến căng thẳng ở KVK đi. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng giải lao một chút nha các bạn. Đó, tình hình chiến sự KVK này thì nói chung là cũng đang còn cân bằng lắm anh em. Và nếu mà thật sự mà nói thì mình nghĩ là cái giai đoạn sắp tới Kingland ấy mới thật sự là cái căng thẳng nhất của KVK này các bạn. Thì Kingland hiện tại dự đoán sẽ mở vào ngày mùng 3 tháng 5 nha. Đó là cái đèo 6 này sẽ mở. Tuy nhiên cái quan trọng nhất ấy, đó là khi mở đèo 6 thì cái KVK vây hãm Olin này nó sẽ mở cái ô thứ tư kỹ năng phụ trợ, và đây là một cái ô cực kỳ quan trọng nha anh em. Trong khoảng thời gian mình đánh KVK này thì hệ thống kỹ năng phụ trợ nó có thể nói là đã làm mưa làm gió rất là nhiều cặp tướng mạnh lên, và đặc biệt là những con khí đép rất là trâu. Một số chiêu thức có thể nói là mạnh mà anh em có thể lưu tâm nếu mà anh em là những người chơi chuẩn bị đánh cái map vây hãm Olin này. Đầu tiên thì mình thấy là có hai chiêu dép được dùng khá là nhiều, gần như là con dép nào cũng dùng hai chiêu này hết, đó là chiêu 3 của con Saladin nha các bạn. Đây, cái chiêu này thì khi mắc các bạn sẽ được giảm thiệt hại kỹ năng phải chịu đi 30% và thiệt hại phản công phải chịu đi 20%. Cực kỳ ngon, và mình thấy là những cái cặp kiểu Zanzika, Heraclius ấy dùng chiêu này rất là nhiều. Đó, còn chiêu 2 thì mình thấy là đa số đều dùng chiêu 2 của con Võ Tắc Thiên. Nó thưởng sát thương gây ra thêm 10% khi mà đồn trú, và các bạn sẽ được tăng thêm cái sát thương lên quân tập hợp thêm 10% nữa. Đó rất là lớn nha anh em. Còn về khía cạnh Rally thì đến hiện tại mình thấy một chiêu Rally được dùng khá là nhiều và khá là ngon, và khiến con Zenobia map này yếu đi, đó chính là chiêu 2 con Alex nha. Đến thời điểm này thì có lẽ là số lượng bot dùng Alex để đánh đồng cũng ít đi rồi, bởi vì đa số thì các bạn chơi kiểu SC Honda, SC Sargon, SC Mehmet đúng không? Quan Vũ Sargon chứ ít ai còn xài Alex nữa, trừ bác nông dân ra. Thì ở đây chúng ta sẽ có chiêu 2 con Alex counter rất là tốt của con Zenobia nha. Khi các bạn sẽ có 10% nó giảm hiệu ứng chữa lành của mục tiêu đi 30%, và các bạn sẽ có cái xác suất gây thêm sát thương nữa là 1700 rất là cao. Đó thì mình thấy kiểu Rally Taric Bakkan ấy nó thường nó bị thiếu sát thương. Đó thì các bạn sử dụng chiêu 2 con Alex này khá là ngon. Còn về chiêu 3 của Rally thì mình thấy là dùng chiêu 3 của con Saladin cũng ok luôn, tại vì cái chiêu 3 Saladin thì nó có tác dụng cả ở trên bản đồ lẫn khi thủ công trình. Đó, tuy nhiên thì khi mà mở ô kỹ năng phụ trợ thứ tư ấy thì đồng nghĩa chúng ta sẽ mở những con tướng mới hơn nữa nha, là đến tướng đời năm nha anh em. Đó, chúng ta sẽ có cả Gigamet này, Jisunsin, nó rồi Chandragupta, Chazan, đây đều là những con tướng mà chiêu nó rất là mạnh luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái chiêu thứ tư của những con tướng này một chút. Tức là phải đến Kingland ấy thì những con tướng này mới dùng được, tức là các bạn mới dùng được chiêu 2 của con Ramset chẳng hạn này, hoặc là chiêu 3 của con Ramset. Đó, chứ không nhất thiết là phải dùng chiêu 4 nhá. Thì ở đây có một số chiêu mình nghĩ là khá là lợi hại. Đầu tiên thì mình muốn cho anh em xem, đó là chiêu 4 của con Chazan nha các bạn. Đây, chiêu 4 của Chazan thì khi ở trên bản đồ, đòn tấn công thường sẽ cung cấp cho đội quân 6% phòng thủ trong 10 giây. Và cái hiệu ứng này nó sẽ thiết lập lại mỗi khi mà các bạn làm mới hiệu ứng có thể cộng dồn tối đa 10 lần. Tức là khi mà các bạn dùng chiêu 4 này con Chazan ấy để lắp vào Rally nhá, chứ còn dép thì không được, tại vì Rally thì mới tính trên bản đồ. Thì như vậy các bạn sẽ được tối đa là 6 nhân 10 là 60% phòng thủ của bạn. Kết hợp với chiêu 2 của con Saladin như mình vừa nói thì Rally mình cảm giác nó sẽ rất là trâu luôn. Tiếp đó chúng ta có Chandragupta. Đó, Chandragupta thì hiện tại được dùng khá là ít, thì đối với Chandragupta các bạn cũng sẽ tận dụng được cái chiêu 3 nhá. Khi toàn bộ đội quân là kỵ binh thì cái này mình nghĩ là sẽ thích hợp hơn với Rally, chứ còn bên dép hiện tại bây giờ đều dép bằng Zanzika, Heraclius ấy, thì cái chiêu này gần như không thể kích được thuần kỵ. Thì đối với những cái Rally sử dụng chiêu 2 của con Chandragupta, các bạn sẽ tăng sức khỏe lên là tối đa là 20% này, và mỗi đòn tấn công các bạn có 50% gây một cộng dồn suy yếu khiến cho kẻ địch giảm đi ở đây ở cấp tối đa là 5% máu và 5% thủ, và cộng dồn tối đa là 3 lần. Như vậy các bạn được tăng máu kỵ này và có cái debuff tối đa lên tới là 15% trừ máu và 15% trừ thủ lên đối phương. Mình nghĩ là chiêu này một chiêu khá là ngon. Còn lại hai chiêu còn lại của Chandragupta ấy thì nó đều có liên quan đến cái chiêu 1 hết, nên là mình nghĩ là con Chandragupta này chúng ta dùng được mỗi chiêu 3 thôi anh em. Chứ còn chiêu 4 này thì yêu cầu các bạn phải có cái cộng dồn chúc phúc ấy. Nó nên là các bạn mình nghĩ là không dùng được chiêu này. Chiêu 2 thì cũng tương tự như thế, các bạn cũng nhận được cái cộng dồn chúc phúc, nhưng mà nếu các bạn không có chiêu 4 thì các bạn không kích được. Thành ra Chandragupta thì mình nghĩ là dùng chiêu 3 này để rally là ok. Tiếp đó thì có Gigamet, thì map này các bạn vẫn có thể rally bằng những con cung truyền thống, ví dụ như là Henry Nebu này, rồi Henry Boudica.
Đó, đặc biệt là Henry Nebu để chống Swain thì chúng ta có thể tận dụng cái chiêu 4 của Guillemets này. Các bạn sẽ gây cái hiệu ứng khát máu lên đối phương, khiến cho con Zenobia ấy cứ mỗi lần mà nó hồi máu ấy thì cái chiêu 4 này nó sẽ gây sát thương. Đây là một chiêu mình nghĩ là counter Zenobia khá là mạnh, và đặc biệt là nó không cần tướng cung nha anh em. Các bạn có thể thấy rằng cái chiêu này không cần tướng cung. Thì như vậy các bạn hoàn toàn có thể rally bằng Taric Bakkan, đó cầm chiêu 2 của Alex với chiêu 4 của con Guillemets này là coi như phế con Zenobia hoàn toàn luôn. Ở map này nếu mà nhận xét của mình thì mình thấy là Zenobia có vẻ là hơi lép vế một chút, nên là những kingdom nào mà sắp đánh thì có lẽ là nên chuẩn bị kỵ binh nha các bạn, chuẩn bị ở Zanzika Heraclius, mình thấy thủ khá là tốt. Tiếp đó chúng ta có chiêu 3 của con Bechan, đó là khi tấn công thành phố thành trì thì sát thương đội quân sẽ được tăng lên, đó là 10%. Đơn vị kỵ binh dẫn đầu thì các bạn sẽ được tăng thêm 1% sát thương với mỗi 10 giây trong trận đấu, và có thể cộng dồn tối đa là 5 lần. Thì đối với chiêu 3 của Bechan ấy, nếu mà mình không nhầm ấy, thì các bạn chỉ được tăng đó là 10% ở đây thôi, còn cái này nó chỉ giữ cố định là 1%. Như vậy các bạn sẽ được tăng tối đa là 15% sát thương kỵ binh. Đó, nếu mà nói chiêu 3 này thì nghĩ là không ngon bằng chiêu 3 của Chandragupta hồi nãy. Tiếp tục đến với một vị tướng nữa về vị trí phòng thủ thì map này thì mình thấy là bây giờ người ta dùng Heraclius hết rồi. Jisungshin rất là ít được dùng nha, thành ra cái bộ chiêu của Jisungshin chúng ta vẫn có thể dùng vào những con tướng Kidep được. Và thật ra thì chiêu của Jisungshin, nói thật với anh em luôn là cả ba chiêu này của Jisungshin ấy, các bạn dùng chiêu nào cũng được nha. Nếu như mà hồi nãy mình có nói với anh em ấy, đó là ô thứ hai lắp chiêu của Võ Tắc Thiên này, ô thứ ba lắp chiêu của Saladin, thì ô thứ tư chúng ta có thể lắp chiêu của con Jisushi này cũng được. Đó, các bạn sẽ tăng tấn công lên 20% này, có cơ hội kích hoạt khiên hệ số là 500, và các bạn sẽ tăng sát thương phản kích lên 30%. Rất là trâu luôn, các bạn hãy thử tưởng tượng kiểu Zanzika kết hợp với lại con Heraclius kẹp với cái bộ chiêu mà mình vừa nói, chiêu 2 Võ Tắc Thiên, chiêu 3 của con Saladin và chiêu 4 của con Jisushi này, nó thật luôn là không thể swarm nổi anh em, rất là trâu. Đó, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta không thích dùng chiêu 2 của con Võ Tắc Thiên và chiêu 3 của Saladin ấy, thì thật sự là cái bộ chiêu của con Jisushi này quá là hoàn hảo luôn. Chúng ta có chiêu 2 tăng phòng thủ lên 20% này, tăng sát thương lên 15% rất là cao. Chiêu 3 các bạn tiếp tục tăng phòng thủ 30%, đó tăng thưởng sát thương khi ít hơn 50% máu lên 20%. Đó, cái con Jisushin này tôi nghĩ là các bạn tận dụng được khá là nhiều ở nó ấy. Và một cái điều đặc biệt đấy, đó là Jisushin thì đa số Kidep hiện tại đều có, nên là có lẽ là sắp tới bạn nào mà đánh cái map Olin này mà làm vị trí là Kidep ấy, thì chúng ta nên mắc con Hera này. Đó, và cất Jisushin thôi anh em. Đó, tại vì Hera thì các bạn lại không lấy được chiêu của nó nhá, nhưng mà Jisushin thì các bạn lại lấy được. Hera tướng quá mới thì các bạn không lấy được chiêu của nó. Tiếp đó thì chúng ta có Artemisia, đây là một vị tướng ít được dùng này. Thì mình thấy rằng rally kỵ binh map này vẫn dùng đó là Attila Nevsky, thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng chiêu 4 của con Artemisia để lắp vào cái con Attila Nevsky nha. Bởi vì con Attila ấy thì nó miễn nhiễm câm lặng anh em, và ở đây thì các bạn lại được tăng 50% sát thương tới từ chiêu 4 của Artemisia. Thì như vậy thì Attila Nevsky thì nó phản sát thương rất là ghê luôn. Và đặc biệt đó là những cái rally ví dụ Zero nhà chẳng hạn, hoặc thậm chí là các bạn đánh đồng bằng con Attila Takeda, đó lắp chiêu 4 của Artemisia thì nghĩ là nó vẫn khá là lợi hại nha anh em. Một chiêu nữa mà trước khi tham gia map này ấy, thì nhiều anh em cũng thắc mắc, đó là chiêu 4 của con Haran này, thì liệu các bạn cầm cái chiêu này thì có ném được chiêu chủ động hai lần không, kiểu như là quan vũ quạt trả được hai lần không ấy. Thì theo như những gì mình biết ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ không quạt được hai lần chiêu quan vũ nha, mà cứ mỗi khi cái chiêu 4 của con Haran kích hoạt ấy thì cái đạo quân của bạn nó sẽ ném ra một cái rìu, nó kiểu khá là không hợp lý lắm anh em. Tại vì rõ ràng là đây người ta đã ghi là kiểu giải phóng kỹ năng chủ động thêm một lần nữa, nên là chiêu 4 của Haran tôi nghĩ là có lẽ là sẽ không được dùng mấy. Và vừa rồi ấy là một số cái chiêu mà mình nghĩ là sẽ ngon ở trong cái giai đoạn kinh len của map với ham Olin này, để cho những cái bạn mà đang chuẩn bị tham gia map này, đặc biệt là những cái Kidep, Kidali, thì các bạn có thể tham khảo những cái chiêu mình vừa gợi ý nhá. Còn về khía cạnh đánh đồng ấy, thì thật ra đến cái tầm mà kinh len ấy là bắt đầu những người chơi mà ít tướng ấy là các bạn đã đuối chiêu lắm rồi, chắc chắn là phải dùng những con tướng chìa vàng nếu mà skill chưa mắc, hoặc là những con tướng tím để lắp vào cái ô thứ tư thôi, chứ không thể nào mà đủ chiêu để lắp hết vào cái ô thứ tư được các bạn. Đó, và liệu anh em nghĩ rằng mình có bỏ sót một cái chiêu nào ngon trong số những con tướng cam hay không thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Mình tin chắc là còn rất là nhiều những cách kết hợp thú vị ở cái kinh len này, và chúng ta hãy cùng chờ xem khoảng ngày mùng 3 tháng 5 để bên mình đánh kinh len đầu tiên của map với hãm Olin. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những video tiếp theo về tựa game Dry Kingdom, để lại một like đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em theo dõi hết video, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.